Xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Điền Vlog. Chúc anh em có một ngày xem video hoặc là vui vẻ nha. Thì cũng cảm ơn anh em thời gian vừa qua để theo dõi và ủng hộ mình rất là nhiều. Thì cũng mong là anh em theo dõi và ủng hộ mình trong giờ thời gian sắp tới nha. Thì hiện tại anh em chỗ mình giờ không biết tính trời mưa hay trời nắng nữa. Đang nắng rồi trời mưa luôn. Mưa đục đùng luôn. Thì hôm qua anh em mình có lên clip nhưng mà được sự ủng hộ của mấy anh chị em á thì cũng hết rồi nè, chỉ còn có con số 8. Cũng có 2-3 anh em hỏi nhưng mà không ai chốt hết. Hôm nay mình lên cho anh em một lô chim hoàn toàn mới luôn. Tổng cộng bữa nay mình lên 16 con nè, nhưng mà có 7 con là chim chiền báo long ha. Còn lại là mới 10 cũng có chục con anh em. Chục con là mấy con bổi lông mới nè, rồi mấy con chim mép lên anh em. Thì chẳng hạn như mấy con này nè, nhưng mà anh em thấy nè, lông đuôi ra được khúc nè. Con mới nhú được khúc. Đó thì hôm nay mình sale, mình sale sập sàn cho anh em luôn nha. Còn như mấy con chiền báo long đây thì hôm nay cái giá của nó nha. Một con là 250 anh em, một con 250. Hai con là 450, ba con là 600 anh em. Đó thì anh em cứ coi con nào. Hôm nay mình chia báo mã số thôi. Anh em mình coi con nào anh em cứ báo mã số cho mình thôi. Một con là 250, hai con là 450, ba con là 600. Anh em mình phái cái mức nào mình chọn cái mức đó ha. Còn nếu mà riêng anh em lại một hai con thì mình vẫn bán anh em, còn anh em ở xa mình cố gắng mình lên giùm mình hai con nha anh em, chứ một con mình lên đơn đi nó lỗ tiền hùng tiền bổng luôn đi luôn ha. Rồi hôm nay không có đem chim gì hết, rồi để mình quay cụ thể từ con cho anh em mình cùng xem ha. Rồi thì mình sẽ lên cho anh em một lần 4 con. Anh em lưu ý cho mình nha, mấy con này là toàn bộ là chưa ăn cám, chim mới về chiều hôm qua anh em. Thì ăn sau bụng ngon lành đàng hoàng. Hồi sáng mình tính tắm rửa sạch sẽ hết. Rồi sáng mình tắm được mấy con ha. Rồi từ mưa tới giờ mình không có tắm được. Nên anh em cũng thông cảm ha. Rồi vô đầu tiên con số 1 nè. Con số 1 qua vô cái con chưa cám dò đầu ngon quá. Nay vô lòng số 1 nữa coi hên không nè. Cái con này con cúc anh em. Đã lắm anh em, nhìn tướng nè. Nhìn tiếp tiếu lắm. Cái đầu bự nè, mỏ bự anh em. Đuôi thì chắc mới nhú cúc à. Chân cẳng đẹp. Anh em mình về nuôi đá được, nuôi hót được, con nào cũng được nè. 250 chưa cám, mùa anh em bắt hai con, ba con, giá nó thấp nữa anh em. Tới mức cái nếu mà anh em bắt một con là 250 nè, anh em bắt hai con thì tính một con có 225 à. Nếu mà anh em bắt ba con á thì nó còn 200 anh em. Rồi qua tới con số 2 nè, con này tướng hơi bự tí nè. Đầu to, mỏ to, ngực ưỡn nè. Ở chân cẳng đẹp, nói chung là đẹp anh em. Chứ anh em tin mình đi, đừng có tệ quá mình nói không đẹp thôi, chứ con nào mà nó vừa vừa là mình nói nó đẹp hết anh em. Nó có số anh em bảo mình tòi đó, con chim nào cũng nói đẹp, thật sự anh em, mình phải nói đẹp mình bán mới được. Rồi qua tới con số 3 nè, con này thì lông đuôi nó có dập mấy cọng anh em. Nó dò nhảy dập mấy cọng. Con này tướng rất đẹp nè, chân cẳng ok, anh em về nuôi hót được, nuôi đá cũng được anh em. Bự nha, con này bự à, con số 3 chập bá luôn nè. Rồi con số 3 nha. Rồi qua con số 4 nè. Thì con này tướng thì nhỏ hơn. Con này thuộc về mỏng hót anh em. Nó mỏng hơn. Rồi mặt mày bén nè. Đuôi thì ra cũng gần đủ anh em. Có mấy cái cọng đen chắc khoảng được 80% rồi. Còn mấy cái cọng lông tắn thì mình để sale cho anh em đồng giá luôn. Rồi anh em mình về mình tập cám. Rồi mình nghe hót chơi ha. 4 con tiếp theo nè anh em. Thì mấy con này đẹp không anh em? Đẹp á là mình nhìn hình dáng nó đẹp anh em. Còn nhìn lông đuôi gì nó cục ngủng vậy, nhìn nó không có đẹp cho mấy ha. Rồi tiếp đây là con số 5 nè. Con số 5 này chà bá nái luôn. Mình đang đẩy cái lồng này 68 anh em. Mà anh em nhìn nó bự nè, bự con, cao cầu. Đó. Con này về anh em nuôi đá là hết bài nè, chân cẳng đẹp nè, dò dài hòn nè, uổng anh em, chà bá nái luôn. Nó một con 250, hai con 450, ba con chỉ có 600 thôi anh em. Giờ anh em quất lần ba con về anh em chăm cho nó đã. Rồi qua tới con số 6 nè. Con này thì nhỏ hơn con số 5 một tí xíu nè. Đó, nhưng mà anh em thấy nè, mẫu này về hót cũng được, đá cũng được anh em. Tướng tá rất ngon ha, mắt móng mỏ ok, lông mới cáo đẹp keng sà beng. Con này tại chưa tắm anh em tắm một cá lên nhìn lông bóng ngời luôn, cho nó miếng nắng nữa. Thiệt bóng thì hôi luôn anh em. Rồi qua tới con số 7 nè, con số 7 này mẫu hót nè. Em nhìn nè, tướng nó lép xẹp à, đã lắm. Nhảy cái, nhảy quay đầu qua đây con. Đó, anh em thấy nè, con này thuộc về mẫu hót anh em.
kẹt kẹt đem đá được anh em, đâu phải là mấy cái con bự là đá hay đâu. Hôm bữa con mình chà bá luôn vô con nhỏ xíu nè, còn có mấy con nhỏ nhỏ lì kinh lắm. Thì vô đó thì hên xui nè, về tướng tá này anh em cho hót thì im, nhưng mà được anh em cứ cho đi đá thì coi sao nè. Tướng này rất đẹp anh em, lông đuôi nhú ra được chút xíu vậy nè. Con này là con mã số 7 nha. Rồi qua đây con mã số 8 nè. Nãy mình dán cái lồng, nó quay cái lồng nãy quay toàn toàn luôn á, cái mình dán đại dính đây nên mình quay không có xui được ha. Con mã số 8 thì con này cũng hơi to nha anh em, lông đuôi thì ra được khúc rồi nè, lông mới cáo đẹp rồi. Thì mấy con này là còn lông đuôi nữa xong rồi, chứ lông đầu, lông mình, lông cánh, lông ức, lông bụng, lông khô câu gì nó ra hết rồi anh em, còn lông đuôi nữa đó. Đẹp thấy chưa, nó bự nè, mẫu mã tướng tá rất là đẹp anh em. Ăn sâu con đó nó đang mổ sâu anh em, chứ không phải mổ cám nha, kiếm sâu nó ăn rồi đó. Thì anh em muốn tập cám anh em lấy cám bột, anh em bỏ dài sâu nhỏ vô, có số anh em tập tinh kiến nè, rồi dế cắt nè, rồi sâu lớn cắt. Còn mình đây mình để cám nó anh em, mình để sâu nhỏ, nó mổ sâu nhỏ dính cục khắc ăn dài bữa cái khắc ăn luôn. Thì anh em xem tới hôm nay anh em chốt con số 8 nè anh em, rất đẹp ha. Đây là bốn con tiếp theo nha, thì chỉ còn hai con bỏ lông mới thôi anh em, còn mấy con gì sao là mấy con chiền trống báo lông anh em. Thì đây có con mã số 9 nè, mà quên nữa, mình có bốn con mái trống, nó máy bỏ có, máy chiền có, rồi nay mình không có ra lòng mình quay, để xong cái này cái mình vô mình quay cho anh em xem luôn. Đây là con mã số 9 anh em, anh em xem tới đây chốt này liền nha, nó rất đẹp anh em, bự cho bá đái luôn nè, anh em nhìn ngang mới thấy nó bự nha, anh em thấy nè, chà bá nái luôn nè. Móng này là móng đá được nè, tướng này đá được, rất là dạng luôn nè nè. Con này tại mình sale cho anh em chứ mình hơn 1-2 ngàn làm đúc sâu dế là cái giá nó lên nè. Anh em rất là dạng luôn nha, ăn sâu ngon lành thoải mái, chân cẳng mắt móng mỏ ok nè. Đây anh em nhìn nè, tướng nó sao sao nè, nhìn nó bất cần lắm. Anh em thấy mình quay vòng vòng nè, anh em thấy không đó, rất ngon ha anh em. Rồi con này để cho anh em là 250 luôn. Rồi tiếp qua đây là con mã số 10. Con số 10 này thì cũng hơi to anh em, lông đuôi vàng tí, mà nó có gãy 1 cộng 2 cộng. Nó về anh em nhỏ cũng đó ra mốt lúa cũng mới liền. Con này 250 nè. Bự, mỏ bự, đầu bự anh em, ngực ưỡn, chân cẳng đẹp. Con này hót được, đá được luôn nè. Rồi đây là cái con bổi lông mới cuối cùng ha, tới mấy con chim chiền nè. Đây là con mã số 11 nè. Chiền này tướng trung chim anh em, trung chim, đầu nó cũng hơi nhỏ tí, mỏ cục nhọn quắc nè. Bao lông cũng khá là nhiều à, nhảy lên con, nhảy lên đó anh em thấy không, rất đẹp ha. 250 anh em mình về tập cám ha. Con này thuộc về mổ hót nha anh em, nếu mà anh em mà chiền mà anh em không phá mổ hót, anh em muốn qua mổ đá nè, qua con số 12 nè, số 12 nơi nó bự hù lù luôn nè, nó anh em thấy chưa, nó quá tao bự luôn. Chà bá nái, báo lông cũng khá là nhiều anh em. Thì giá nó cũng có 250 thôi, 250 là anh em bắt một con ha, nếu mình em bắt hai con còn 450 nha. Nếu mà anh em kèm ba con một lượt thì tính nó còn 200.000 con anh em, về anh em tập cám và nuôi hót nuôi đá cũng được anh em, hoặc là anh em nuôi kêu vi vu cũng được. Rồi đây là bốn con cuối cùng nha, bốn con chiền bốp lông không anh em. Thì đây là con mã số 13, con này giờ thuộc về mẫu hót hơn nè, báo lông cũng khá là nhiều rồi nè anh em thấy chưa, báo lông khá là nhiều. Ủa qua góc này dám chừng nhìn rõ hơn góc kia không anh em, rõ hơn không, mốt mình qua bên đây mình quay. Đây con này nó trổ nhiều anh em thấy không, gần nó luôn nè. Con này về anh em chăm á, mồi màng nhiều hơn, dế nè, rồi sâu lớn nè, tắm rửa trồng báo lông nó đi rong lông rất là nhanh ha. Con này thuộc về móng hót anh em, mẫu hót thì anh em mình về nuôi nghe hót, còn hoặc là căng lên anh em đem đi nuôi đá cũng được, nhưng mà quan trọng anh em nuôi hót nhiều là được rồi. Rồi qua tới con số 14 nè, con này thì tướng thì cũng ngang ngang đó, nhưng mà được cái cao cầu hơn, lanh chim hơn nè. Nhảy nó rất là khôn anh em, nhảy không đâm đầu không chọt đuôi ha, nhảy lên nhảy xuống rất là nhẹ nhàng nè. Con này thì mới báo 1-2 con lông à. Còn anh em muốn nuôi nhanh hơn, mình nhanh trổ hơn, em qua con bên đây nè, con số 15 bên đây nè. Con này trung chim cũng cao cầu nè, nhảy nó rất là khôn á, tổ rất là nhiều rồi.
Con này về anh em chăm chừng tháng nó xong lông gì, lông đuôi giờ nó cũng có một hai cọng nó bắn ra kìa. Đang tuổi đi lông là anh em chăm lông rất là nhanh ha. Cũng một con là 250, hai con 450, ba con nó có 600 anh em. Đó giờ những hạn như giờ anh em bắt ba con chim chiền này đi. Ba con chim chiền này 600 rất là rẻ. Tiền phí thì 30 50 70 100 thì tùy theo chỗ anh em. Rồi, qua tới con số 16 nè. Con 16 này thì chiền cũng báo lông khá là nhiều rồi. Báo lông cũng khá là nhiều anh em. Nó nhảy từng nhưng mà nhảy nó rất là khôn anh em. Về anh em tập cám xong nghe hót, con này hót im anh em, rất là cao cầu ha. Anh em hãy nhìn đấy nha. Nó từ dưới cầu mà bay lên kìa. Rất là cao cầu, rất là đẹp. Rồi. Bằng giá như mấy con kia hết anh em, đồng giá này sale đồng giá hết. Anh em phái con nào cứ alo trực tiếp cho mình ha. Rồi chào anh em nha, hẹn anh em ở những video lần sau ha.